Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một món ăn rất là ngon, có vị ngọt từ thịt cá, vị béo ngậy từ phô mai, đó chính là món cá thắt lát viên phô mai chiên. Để thực hiện món ăn này thì mình sử dụng cá thắt lát, bột chiên giòn, phô mai, một chút rau gia vị là hành và thì là, gồm có tiêu với muối nữa. Nguyên liệu rất là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái thành phẩm của món ăn này thì cực kỳ là thơm ngon và nhiều chất dinh dưỡng nữa. Đặc biệt là sẽ có phần phô mai kéo sợi, sẽ được rất là được lòng các bạn nhỏ đấy ạ. Bắt đầu là mình sẽ sơ chế cái cá thắt lát này. Đây là cá thắt lát ở Đắk Lắk, cá hồ tự nhiên. Cá thắt lát thì có ở nhiều nơi, ví dụ như là đồng bằng sông Cửu Long. Đây là thịt cá và người ta nạo bằng thìa từ con cá tươi ra, và mình về thì mình sẽ cần phải quét lại một tí để cho nó đạt cái độ dai. Mọi người chỉ cần dùng cái thìa quét như này khoảng độ 2 phút là thịt cá nó sẽ dẻo dính lại với nhau, bởi vì cá thắt lát này là nó nổi tiếng về cái độ dai, độ giòn và không cần phải thêm bất cứ chất phụ gia nào cả. Một cái đặc điểm này mà mọi người có thể chọn được cá thắt lát tươi đấy là thịt nó rất là hồng, hồng tươi và thơm, không bị mùi. Bởi vì mình bây giờ cá thắt lát người ta nuôi khá là nhiều. Tất nhiên là cá thắt lát nuôi thì sử dụng cá ăn công nghiệp thì nó sẽ không được ngon bằng. Thịt nó sẽ có thêm sang màu trắng hơn một chút. Rồi, khi mà mình quét xong thì mình sẽ cho vào đây một chút hạt tiêu. Gia vị là mình chỉ cần dùng một chút muối thôi. Thì cá này nó đặc biệt là rất là ngọt rồi, cho nên là mình cũng không cần cho đường hay là cho thêm mì chính, hạt nêm gì cả. Mình sẽ cho thêm vào đây một chút hành và thì là nữa. Rồi, bây giờ phần cá đã xong và mình sẽ tiến hành sang phần phô mai. Mình sử dụng là phô mai moza, cắt thành từng khối vuông để cho khi mà mình viên cá nó được viên cá, rồi mình sẽ nhồi miếng phô mai này vào giữa nhé. Để nặn cá thì mình có một cái tip nhỏ là mình sẽ lấy dầu ăn mình bôi lên tay để tránh việc bị thịt cá nó dính vào tay. Sau đó thì mình sẽ tiến hành nặn cái viên chả cá. Sau khi nặn xong thì nhúng qua một lớp bột chiên giòn, một áo một lớp rất là mỏng thôi ạ. Đấy, và mình sẽ thực hiện như thế với phần cá còn lại. Mình dùng chảo chống dính và cho nhiều dầu vào một chút. Trong các món chiên thì mình thường hay sử dụng dầu hạt cải, bởi vì là cái điểm cháy của nó rất là cao. Mình dùng cho các món chiên rán thì rất là an toàn nữa. Dầu nóng già thì mình sẽ cho chả cá vào, cho cái viên chả của mình vào. Bắt đầu
thịt cá bắt đầu phồng lên này. Mình đã vừa hoàn thành món cá thắt lát viên phô mai. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới để mình giải đáp và trao đổi thêm thông tin. Các bạn hãy nhớ theo dõi video tiếp theo của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.